Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục đi câu nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ đi câu cá nâu. Mời cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Buổi chiều phong cảnh rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Phi thuyền đang chạy nha cô chú anh chị và các bạn. Thì địa điểm câu thì Phúc Khang hay câu địa điểm này hay dính cá chim lắm, nhưng mà hôm nay Phúc Khang sẽ đi câu cá cá nâu. Mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi video Phúc Khang. Ôi cá nâu, cá nâu. Rồi. Cá này nó ăn bởi vì qua nó qua mình câu nó hết mồi là cá này nè. Cá làm kiềm. Dính rồi đó. Chưa. Còn mồi. Chết mày, ôi trời. Không thấy dây đâu luôn. Dướng dây qua bên đây hay gì vậy? Gió hả? Gió nhẹ. Đây nhẹ quá. Dây nó vậy. Mẹ con trùng tồn tại của nó. Bỏ lên thấy không? Bỏ cái nâu chút. Gió quá. Coi chừng hết mồi không à. Nó nhấp nhấp cả đó là hết nữa. Cái mỏ nó bén lắm. Nó dễ dễ là hết mồi à. Cá nè. Câu đây mà cá là thà nó lòi mắt kèn câu tôi luôn á, ghê không? Trời ơi, mang rổ bồi bày luôn không ơi. Đâu rồi nó kéo. Này là cỡ này là cỡ này là những cái con bự không thấy, bự nó thấy. Đó, tới chưa? Bự kìa, kìa đó. Ừ. Đó, chết rồi đó. Chết rồi, chặn gió nó bay mà. Ôi cá vô xì tim rồi, ghê không? Ô, mồi trùng nó chơi. Trùng nó chơi. Chỉ con cá nó chơi thôi. Trùng nó chơi. Trời ơi, quá đã. Cá nâu. Bữa nay chúng ổ cá nâu rồi cả nhà. Nó đầm đầu lắm á. Ủa con này bự hơn con kia rồi. Đúng rồi. Cái miệng nó nhỏ đúng không? Bớt con này nè. Thấy không? Cái biển chút xíu rồi. Thứ nào mà cho đủ lại được nghĩa đi. Vô rồi, vô mánh rồi. Tôi mới vừa để xuống nuốt lưỡi câu luôn hả? Còn không? Cá này nuôi có bị chút xíu à. Cái này có nuôi có đứa bỏ hồ riêng mình nó. Đó. Hai em. Má nó sừng lên chụp vô là. Đâu ơi. Đó, dính rồi đó, dính rồi đó. Dính. Bữa nay. Hôm nay sinh nhật nghe bà con, sinh nhật nâu. Cái nâu. Sinh nhật đó luôn. Bữa nay là xong rồi, bữa nay chơi lưỡi câu nhỏ rồi. Chạy đâu cho thoát. Chỉ có trùng mới chịu nổi nó thôi. Dễ chịu. Quá trời qua nó ăn hết bao nhiêu vậy? Còn đúng không? Gì? Cái kia vô vậy. Cái kia bỏ quậy câu gì quậy cái kia cái lửa bự lắm kia đó, để câu cá chim để qua đó, nửa đi quất nó đi. Rồi dính rồi, từ dính vô cái bằng rồi, từ hạ xuống cho nó chạy, đừng dính vô rồi. Đó. Đọt này đọt thật lâu á. Hạ xuống cho nó chứ nó cho nó chạy á, cho nó chạy gì. Dính vô bằng luôn rồi cả nhà ơi. Nó lôi vô đó rồi, nó lôi vô bằng rồi. Sợ cầm đi lấy cái sắt kìa.
Nhiều lắm, cá nâu này nhiều lắm. Nó chạy nó lẹo nữa. Đó rồi, được rồi. Tiếp tục. Có rồi, kẹt rồi. Kẹt kẹt. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Trời ơi, cá nâu này cả nhà. Quá đã, quá đã. Vớt dính, dính nữa. Dính nữa, dính nữa, dính nữa. Ồ, này chắc là làm chỗ này không chắc là mình mê luôn á. Nhiều lắm, tôi nói bữa nay nó ăn bí bao nhiêu mồi rồi. Còn lưỡi nhỏ nó tháo ra, gắn lưỡi nhỏ câu bên đây nè. Mua có con lưỡi gì? Hai bộ, hai bộ. Hai bộ hả? Hai bộ lấy cái cây kia lên đó đi. Nhiều lắm, qua nó ăn trời, chỗ nào cũng có nó mà. Rồi đó. Đó đó, chưa. Chưa, đó, 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 đó. Nó ăn rồi đó. Cái ghẻ đó. Này khi dễ vậy ta. Quá câu bỏ lên đi mua. Bày nó vô nó ngủ cạm rồi. Cái ve á, cái đàn ve đậu thông đi á, cái ve lại á, đi ngược nước á. 5 con, 5 con mua nhiêu chú? Hả, à, con 15 ngàn á. 4 con. Gắt quá thôi, dính con nữa. Còn mồi không? Còn mồi mà con. Được không? Ăn ăn. Để cho nó lòi phao chìm, chạy chạy phao đi. Đó 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 đó. Trời hụt rồi. Câu cá thì ít mà người hiện vậy nè cả nhà. Đó. Chắc còn nhỏ đó. Chứ con lớn nãy giờ chám rồi đúng không? Chưa bỏ cá vô cái bịch đó, cái đây vô thả ra. Đó, đó, từ từ để cho nó lôi đi chìm phao cái là xong à. Lụm nó à. Nó vậy không đó, nó dễ dễ vậy đó. Nó không có ăn gị như là như mấy con kia đâu. Canh mà thấy có phao nữa nó lúc 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 xuống gị lên. Trời cá gì mà nó mới là một vèo đi ngang một đường nó ghê không? Đó đó. Đó đó đó. Đó. Còn mấy con này đâu cần phải để mồi nhiều. Ủa cá này nó nâu mà nó tím tím đó không Thông? Nó nâu nâu tím tím nữa ha. Quá trời bự luôn, cá nâu trời bá luôn. Ăn như nãy á, lúc kéo chìm phao á là dính rồi đó. Nó ngậm luôn rồi. Còn cái này nó mới dễ dễ. Cái mỏ nó bén lắm, bởi vì nó rỉa mồi, nó hao mồi là vậy đó.
Trời ơi hụt luôn rồi, hết mồi luôn. Trời ơi hụt rồi. Gặp ghê không? Cái gì mà văng lưới qua đây chắc dính nó dữ lắm ta. Nó ăn nữa đó. Trời ơi, bữa nay câu thịt bò luôn nha cả nhà. Ừ. Mồi thịt bò, thịt bò đem cho cá ăn nè, ghê không? Dễ mà ăn chưa? Đủ má đi đâu vậy? Trời ơi, lụm trời ơi. Từ từ, từ từ. Mày hả? Mày hả bụi? Ủa con này bự hơn con kia rồi. Cái miệng nó nhỏ đúng không? Nó dính rồi đó, dính rồi, dính. Cao cái nó đâu. Sinh nhật nó luôn. Bữa nay là xong rồi, bữa nay chơi lưỡi câu nhỏ rồi. Chạy đâu cho thoát. Chỉ có trùng chịu nổi nó thôi. Dễ chịu. Quá trời qua nó ăn hết. Ôi, bao nhiêu ghê. Rồi, dính rồi, từ từ. Dính vô cái lần này. Từ. Hạ, xuống cho nó chạy. Đâu dính vô rồi. Bố. Dính vô bằng luôn rồi cả nhà ơi. Nó lâu vô đó rồi, nó lâu vô bằng rồi. Nhiều lắm, cá nâu này nhiều lắm. Ừ. Nó chạy nó lẹo nữa. Đó rồi, được rồi. Tiếp tục. Ước dính nữa. Ồ, bữa nay chắc là làm chỗ này không chắc còn mê luôn á. Bye bye đi nha, bye bye. Bye bye, bye bye. 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 B